Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nếu có chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam. Hôm 8 tháng 3 năm 2021, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có bài viết về tạm dịch là Trung Quốc cần tăng chi tiêu quốc phòng chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh với Mỹ. Bài viết đã dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Thượng tướng Hứa Kỷ Lượng nói Trung Quốc cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bẫy chiến tranh này. Đây là hình ảnh quân đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Hồng Kông chuẩn bị đón Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm Anh Quốc trả Hồng Kông về cho Trung Quốc vào hôm 30 tháng 6 năm 2017. Cụm từ chiếc bẫy đã được sử dụng rộng rãi để chỉ cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và được nhà khoa học chính trị Mỹ Allison phổ biến dựa trên lời của nhà sử học Hy Lạp Thucydides. Nó mang hàm ý nghĩa rằng chiến tranh là điều khó tránh khỏi khi một trung tâm quyền lực mới nổi lên đe dọa thay thế trung tâm quyền lực cũ. Câu chuyện chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc được các chuyên gia chiến lược nhắc đến nhiều trong mấy năm gần đây. Tại diễn đàn an ninh tại Warsaw diễn ra tại Ba Lan vào tháng 10 năm 2018 khi đó, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Trung tướng Ben Holt đã cảnh báo về khả năng một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc trong vòng 15 năm tới. Tướng Holt cũng đề cập đến việc tàu chiến Trung Quốc đi gần tàu chiến Decatur của Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2018 khi Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra chương trình tự do hàng hải ở trên Biển Đông. Nhà phân tích chính trị tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định như sau. Người ta dự đoán như thế là khá đúng, bởi Mỹ là nước có tiềm lực quân sự đang dẫn đầu thế giới. Bây giờ Trung Quốc có nhiều súng đạn, nhiều tiền hơn thì họ đòi chia quyền lực với Mỹ. Giới nghiên cứu, giới hoạch định chính sách và kể cả các chính sách dân sự đều phân tích và dự đoán rằng việc này tất yếu sẽ dẫn đến chiến tranh. Trước đây, có một học giả tên là Thucydides nói rằng trong tất cả các cuộc tranh chấp về quyền thì tỷ lệ chiến tranh xảy ra là 9 trên 10. Trung Quốc hiện nay đã rất mạnh về tiềm lực kinh tế và quân sự để có thể đối đầu trực tiếp với Mỹ. Quan điểm này là vô cùng nguy hiểm vì có thể dẫn đến chiến tranh bất kỳ lúc nào. Giới chiến lược đã dự đoán điều này từ cách đây 2 năm rồi. Câu chuyện xảy ra hầu như không thể tránh khỏi. Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở bất cứ nơi nào cần thiết và gọi mối quan hệ với Bắc Kinh là thử thách địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken. Ông Blinken nhận định Trung Quốc là đối thủ duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự, công nghệ để tạo ra thách thức lâu dài đối với hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng lưu ý mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ mang tính cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối thủ khi bắt buộc. Và câu hỏi được đặt ra là Trung Quốc khi đó sẽ đánh Việt Nam. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, để chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh lớn với Mỹ, Thượng tướng Hứa Kỷ Lượng đề nghị tăng ngân sách cho quân đội. Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên tới 208 tỷ USD vào năm 2021, tức là tăng gần 7% so với năm 2020. Nếu có chiến tranh xảy ra, thì Việt Nam có nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc hay không là điều mà dư luận đang hết sức quan tâm. Trong một bài viết từ năm 2019, nhà báo David Hood đã dựa trên các phân tích của các chuyên gia để kết luận rằng nếu có một cuộc chiến tranh tại khu vực Biển Đông, thì Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Trung Quốc tấn công như là một cách để khởi động trước khi có một cuộc chiến tranh lớn hơn với Mỹ trên vùng biển này. Ông Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, trong một bài viết trên tạp chí của tổ chức này vào tháng 5 năm 2019, khi đó cũng đã đưa ra lập luận tương tự rằng nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công quân sự ở Biển Đông, đối thủ được lựa chọn rất có thể sẽ là Việt Nam. Còn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì nhận xét về điều này như sau. Nếu đánh thì trước hết Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan. Họ đổ bộ và đánh chiếm Đài Loan coi như tái thống nhất bằng vũ lực. Đây là luận điểm và chính sách của Trung Quốc mà họ nói ra rất nhiều lần rồi. Đây là hình ảnh từ năm 2014
Trung Quốc bắt đầu cải tạo mở rộng đá chữ thập thành đảo nhân tạo và căn cứ quân sự lớn nhất quần đảo Trường Sa, có diện tích lên tới 2,74 km². Song song với việc đó, hoặc trước hoặc sau, Trung Quốc sẽ tiến đánh Việt Nam ở Biển Đông. Việt Nam là nước cương cường nhất đối với Trung Quốc trong số các quốc gia tranh chấp trên Biển Đông, và Việt Nam hiện nay vẫn không chịu lùi bước ở trên những đảo đang chiếm đóng. Nó phù hợp với các phân tích và dự báo của các nhà học giả chiến lược ở phương Tây, ở các nơi khác và ngay cả ở Trung Quốc. Đánh Việt Nam thì chủ yếu là đánh ở Trường Sa, chứ không có chuyện đánh Việt Nam trên đất liền. Việt Nam không mạnh trên phương diện đối đầu năng lực vũ khí hay về năng lực với Trung Quốc, nhưng Việt Nam rất mạnh về phòng thủ và tự vệ. Nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì Việt Nam sẽ đánh trả và sẽ có đồng minh. Việt Nam đã có sẵn nhưng không cần phải tuyên bố ra làm gì. Cũng có thể vì lý do này mà gần đây Việt Nam đã liên tục phát hiện những căn cứ tên lửa của Trung Quốc đặt ngay tại biên giới phía Bắc, sát biên giới. Ông Hợp nói thêm rằng trước đây Mỹ đã công nhận Đài Loan và Trung Quốc là một quốc gia, nhưng về mặt thực tế hai nước này phải thống nhất một cách hòa bình chứ không được dùng vũ lực. Khi xảy ra chiến tranh thì người Mỹ sẽ giúp Đài Loan đánh lại Trung Quốc, bởi giữa Mỹ và Đài Loan có một thỏa thuận 18 điểm rất quan trọng. Trong trường hợp Đài Loan bị xâm lược thì Mỹ có thể giúp Đài Loan trực tiếp để chống lại quân xâm lược. Còn với Việt Nam thì sao? Ông Hợp nhận định tiếp như sau. Chiến lược của Việt Nam là không bị bất ngờ, không bị động. Đã đánh địch thì phải đánh từ sớm và từ xa. Đánh từ sớm có nghĩa là phải có dự báo, đánh từ xa là phải có đối ngoại. Mà đặc thù lớn nhất của đối ngoại là tình báo, là nghiên cứu, là phải hợp tác với các nước gần đối với Việt Nam. Dù Việt Nam không nói ra nhưng ai cũng hiểu Việt Nam đã có đủ hết. Vào đầu năm 2021, ông Grossman có bài bình luận đăng trên tờ Diplomat về đề cập đến mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó có đoạn như sau. Trong khi chính quyền của ông Biden có khả năng sẽ tiếp tục đà tích cực trong quan hệ song phương, thì vẫn chưa rõ Hà Nội tìm kiếm điều gì cụ thể từ Washington để giúp họ bắn tiếng với Bắc Kinh một cách hiệu quả. Theo nhà phân tích Grossman, Việt Nam cũng đang cố gắng cân bằng giữa việc hòa bình với Bắc Kinh và việc đẩy lùi sự bành trướng bất chấp pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó, Việt Nam tránh công bố những mong chờ cụ thể từ quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự một cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ trước đến nay trên vùng Biển Đông vào hồi năm 2018. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói trên đài BBC rằng một cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều nguy cơ xảy ra hơn so với 5 năm trước. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng tỷ lệ xung đột quân sự là chưa cao. Thủ tướng cũng cho biết nếu cả hai quốc gia tiếp tục có quan điểm cứng rắn vì những cân nhắc nội bộ trong nước, họ có thể dễ dàng lâm vào bế tắc. Chính quyền của ông Biden sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên với các quan chức Trung Quốc tại Alaska vào tuần tới. Ông Lý khá miễn cưỡng đưa ra lời khuyên cho Trung Quốc, nhưng lưu ý rằng đường lối chính trị của nước này đã gây ra căng thẳng với các quốc gia lớn và nhỏ. Có sự bất định đáng kể của mối lo âu về con đường mà Trung Quốc đang đi và liệu điều này có tốt cho họ hay không, ông đã nói trong chương trình với đài BBC như vậy. Tôi không nghĩ rằng đó là lợi ích của Trung Quốc. Quan điểm nhà lãnh đạo Singapore về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thường được quan tâm bởi lẽ đảo quốc bé nhỏ này đóng một vai trò quá cỡ về mặt kinh tế và sức ảnh hưởng chính trị trong khu vực. Mỹ vẫn là đối tác an ninh trọng yếu kiêm nhà đầu tư lớn nhất ở Singapore, vượt xa bất kỳ tài khoản đóng góp nào của các quốc gia khác. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore và giống như phần lớn các quốc gia châu Á khác, nền kinh tế Singapore được hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thương chiến Mỹ và Trung Quốc cũng như vậy. Và cuộc chiến thương mại ác liệt giữa hai siêu cường trong hai năm qua đã đe dọa sự cân bằng mong manh này. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc chiến bắt đầu từ thời kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống mới đắc cử Biden sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc. Thủ tướng Lý nói ông hy vọng vị lãnh đạo mới của Mỹ sẽ là người tin vào chủ nghĩa đa phương và thương mại quốc tế. Ông cũng nói đến cuộc chiến tranh giành vị trí thống trị toàn cầu giữa hai nước này. Mỹ là một số một nhưng số 2 Trung Quốc không bị bỏ qua quá xa, ông nói. Đó là điều mà Mỹ khó chấp nhận được. Theo một số ước tính, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ vượt mặt Mỹ
để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đó. Sự trỗi dậy kinh tế đáng gờm của Trung Quốc trong những năm gần đây đi kèm với sự công kích ngày càng gia tăng lẫn trong và ngoài nước dưới thời của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Điều này đã khiến nhiều quốc gia phương Tây lên án hành động của Trung Quốc và làm một số đối tác ở châu Á lo ngại. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý cho biết Singapore không có đủ khả năng chọn lựa bên nào cả. Ông nói, đó là vấn đề đối với nhiều nước, là lý do tại sao tất cả chúng ta đều hy vọng và khích lệ hai đại cường quốc suy tính cẩn thận trước khi quyết định rằng phải kiềm chế, nếu không muốn là ngăn chặn kẻ kia. Những gì chúng tôi muốn thấy là một Trung Quốc thành một quốc gia mà sự thịnh vượng, phát triển và ngày càng vững mạnh của họ được các quốc gia khác trên thế giới hoan nghênh. Những nước xem đây là cơ hội để cùng nhau phát triển, phồn vinh và cùng nhau sống trong thế giới bình ổn. Sự xấu đi trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh đại dịch và sự thụt lùi trong toàn cầu hóa, một xu hướng kinh tế đã giúp Singapore trở thành một trong những nước giàu nhất châu Á. Thủ tướng Lý cũng tin rằng toàn cầu hóa vẫn còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là với nhu cầu hợp tác về vaccine. Quý vị không thể tránh được việc hợp tác với các nước khác, nếu không thì sẽ trở thành như trước đây đã từng, đó là đói nghèo, vô vọng, thậm chí có thể bất ổn và xung đột. Ông đã nói như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nếu có chiến tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất. Trung Khoa, Thời báo .d.